Đây là chùa Thiên Phúc, một trong hai ngôi chùa của người Việt trên đất Ba Lan. Hành trình cắm lá cờ Phật giáo, gieo hạt Bồ đề trên đất tuyết, gian nan chẳng kém hàng chục năm mưu sinh trên đất khách quê người của cộng đồng người Việt. Trên đất mẹ, họ hàng, làng xóm, đôi đũa hay mớ rau muống như không khí ta thở hàng ngày, thân thuộc đến mức đôi khi ta chẳng nhận ra. Xa quê hương, thiếu không khí văn hóa mới bắt đầu thấy khó thở. Đúng như lời một câu thơ, thiếu quê hương, phế bỏ võ công mình. Nếu như mà ai có xa quê rồi có cảm được cái nỗi cô đơn, nếu đất khách quê người mới thấy được cái giá trị của cái hồn quê, có giá trị được cái của tổ quốc, giá trị được cái truyền thống của cha ông để lại. Mà chính vì vậy là với điều kiện là ở xa không về được, và con cháu sinh đẻ đây, đấy là tổ quốc của các cái thế hệ thứ hai. Thì nhưng mà cái truyền thống, cái dòng giống người lại bất xuất phát từ Việt Nam. Cái ngôi chùa ở đây, ở tại cái nước trở tại, chính đó là mang cái đất nước đến gần với kiều bào, với bà con, để bà con cảm nhận được như đã trở về với quê hương, với tổ quốc. Những thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra trên đất Ba Lan được ví von như thế hệ quả chuối, da vàng nhưng ruột trắng. Sợi dây liên hệ với quê hương thật mong manh khi các con đi học trường Tây, nói tiếng Tây, ăn bằng dao dĩa. Cứu cánh duy nhất là tiếng Việt. Cộng đồng người Việt đã góp sức lập trường Lạc Long Quân để dạy tiếng Việt. Trường mượn lớp học của trường Tây để dạy ngoài giờ cho các con. Giáo viên là những người tình nguyện. Nhiều phụ huynh vượt hàng trăm cây số đưa con đến trường mỗi ngày, thậm chí phải vào lớp ngồi học cùng con để nuôi dưỡng sợi dây kết nối với quê cha, đất tổ. Dấu ngã, các cháu không thể nói được cái dấu ngã ra. Chỉ các cháu chỉ nói tiếng ngá, ngá. Nó tức là các cháu rất là ngọng. Con học trên Ba Lan. Bà ơi, bà cháu nhớ bà lắm. Tóc bà lâu, tóc bà trắng, tóc bà trắng, tóc bà trắng thì tóc như mây. Ôi, cháu không làm rồi. Cháu tên gì? Cháu tên là Dũng ạ. Dũng à? Cháu sinh ra ở Ba Lan à? Ừ, vâng ạ. Quê cháu ở đâu? Quê cháu ở... cháu không nhớ lắm nhưng mà cháu có quê. Cháu sinh ra ở Ba Lan ạ. À, thế là con quê ở đâu? Con quê ở Hà Xá. Tỉnh nào nhỉ? Tỉnh Ứng Hòa. Thì muốn tâm hồn, muốn thể hiện thì các con phải nói được bằng cái lời của Việt Nam, đúng không ạ? Các con trong các bài văn viết các con phải viết được. Thì chỉ tôi nghĩ là ở trong cái lớp này ấy, thì như tôi dạy qua mấy lần tôi thấy là các con viết được nhiều cái cũng hay lắm. Trong cái bài thảo luận về quê hương, các cháu tự hướng dẫn và tự nói được những cái điều mà rất bất ngờ là nói lên tình cảm của các cháu. Ví dụ như là cái cầu nối giữa con và quê hương bằng cách gì? Thì các cháu tự nói được ông, bà, bố, mẹ, quà, bánh ở bên Việt Nam gửi sang. Các con nói là các món ăn, đúng quá phải không ạ? Và cuối cùng các con cũng tự nói được là tiếng Việt là cầu nối giữa quê hương với các con. Như vậy thì mình cũng phải hiểu là tình cảm của các con như thế nào mới nói được những cái rất là gây ra cảm xúc như thế. Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hở mẹ? Ai đi xa cũng nhớ nhiều. Quê hương là trùng khế ngọt cho con trèo hái mỗi ngày.